Rồi anh Tiến xin kính chào toàn thể các bác ạ. Ngày hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2023 thì em bọn này đang có mặt tại cơ sở 2, đường tránh thành phố ngay chân cầu Sung Tàu, khu vực Hòn Cát Hoàng Hóa Thanh Hóa các bác nhá. Và trong video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu đến toàn thể các bác một tấm chiếu cẩm hồng mới qua lót chống nứt nhá. Hàng thô luôn các bác ạ. Đây này, sờ hàng nó đang còn răm ráp tay các bác này. Đấy, nó đang còn răm ráp tay. Hàng này thì mới tẩy qua, mới tẩy gọi là tẩy mủ để cho nó trắng, và sau đấy thì bên em mới lót qua để chống nứt thôi các bác ạ. Và tấm chiếu cẩm hồng của em ngày hôm nay có kích thước như sau: chiều dài là 3m18, rộng 2m10 và độ dày là 20cm các bác nhé. Một tấm chiếu rất là xa tâm luôn này. Tấm này thì phải nói là cực kỳ là xa tâm, mà mặt rộng lên tới 2m10 thì phải nói là rất là hiếm rồi các bác ạ. Vào cái thời điểm hiện tại mà cẩm hồng mặt rộng lên trên 2m, tầm 1m9, 2m thôi ha, là cảm thấy rất là hiếm rồi. Mà tấm này nó lên tới 2m1 vuông cạnh. Đấy, 2m1 vuông cạnh, còn mặt dưới thì phe các bác ạ. Và mặt dưới của tấm cẩm hồng này thì phe rất là nhẹ nhàng thôi. Đấy các bác nhìn giúp em này, đây, nó phe rất là nhẹ nhàng. Mà ngoài từ cái mặt tiền cho đến đầu gỗ ra thì cạnh sườn hai bên của cái tấm chiếu này thì nu rất là đẹp các bác ạ. Tấm chiếu cẩm hồng này nu rất là đẹp. Cây này cập bến thì phải nói là nhìn cái ngoại hình thôi là cảm thấy rất là u mê rồi. Và sau khi có những cái siêu phẩm mà được bào trà nhẵn mịn và lên lót thì em có quay rất là nhiều video rồi đúng không ạ. Và tấm này cũng là một trong những tấm rất là may mắn được xẻ ra từ cây, đường kính rất là lớn nên là mặt, hai mặt đều đẹp như nhau, gọi là hai mặt không tí tì vết các bác ạ. Và tấm chiếu này có kích thước là, em đọc lại nhá, chiều dài là 3m18, rộng 2m10, dày 20, đang hàng thô. Bác nào quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ đến các số hotline sau: 0977999000 hoặc 0931392777. Phản ngợ hóa anh Tiến xin chân thành cảm ơn.